Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Next Sport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport 247, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt niềm tin vào chân sút vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận đấu giữ chất lượng trong dịp FIFA Day tháng 10, đối đầu với các đối thủ mạnh là Ấn Độ và Liban. Đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 5 tháng 10 sau khi hoàn thành vòng 4 V-League 2024-25. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách triệu tập cho đợt FIFA Day tháng 10, đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết, người vừa lập kỷ lục là chân sút nội tốt nhất lịch sử của V-League. Văn Quyết đã duy trì phong độ ấn tượng trong áo câu lạc bộ Hà Nội và được kỳ vọng sẽ mang lại sự sắc bén trên hàng công của đội tuyển. Bên cạnh những cầu thủ kỳ cựu, huấn luyện viên Kim cũng trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Trung Kiên, giáp Tuấn Dương và các tiền vệ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường. Điều này thể hiện sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ nhằm tạo ra sự đa dạng trong lối chơi của đội tuyển. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng tiền đạo chủ lực Phạm Tuấn Hải do chấn thương. Anh đã không thi đấu trong 3 vòng V-League gần đây. Hàng phòng ngự cũng mất đi sự góp mặt của Hồ Tấn Tài vì lý do tương tự. Theo kế hoạch, sau khi tập trung tại Hà Nội, đội tuyển sẽ di chuyển về Nam Định để thi đấu giao hữu với Ấn Độ vào ngày 9 tháng 10 tại sân vận động Thiên Trường. Sau đó họ sẽ gặp Liban vào ngày 15 tháng 10 cũng tại sân đấu này nhằm hoàn thiện những phương án chiến thuật trước AFF Cup. Thép xanh Nam Định hòa đáng tiếc Bangkok United ở cúp C2. Với sự bổ sung ngoại binh Mose Odo, Nam Định tung ra đội hình xuất phát gồm 7 cầu thủ ngoại kèm một cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Chỉ có 3 nội binh đá chính là thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền vệ Tô Văn Vũ. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Nam Định thi đấu hứng khởi và nhanh chóng dồn ép Bangkok United. Tuy vậy, đối khách cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi khi phòng ngự rất tập trung và phản công khó chịu. 5 phút đầu tiên diễn ra trong thế giằng co, dù có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, câu lạc bộ Thành Nam vẫn không thể tìm được đường vào manh lưới của đối phương. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Vũ Hùng Việt có sự điều chỉnh khi rút ngoại binh ra và thay vào đó là những gương mặt nội binh như tiền đạo Văn Toàn hay hậu vệ Văn Vĩ. Lối chơi của đội bóng Thành Nam có sự khởi sắc rõ rệt. Lần lượt Xuân Son, Henrio của đội chủ nhà tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng vẫn thiếu may mắn hay không khuất phục được thủ môn Bangkok United. Phút bù giờ cuối cùng, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định khi cú đánh đầu của Waber bị cột dọc từ chối, tỷ số không đều được giữ đến khi hết trận. Đánh rơi 3 điểm đáng tiếc, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng G sau Bangkok United cùng với 4 điểm nhưng kém về hiệu số. Cầu thủ tại V-League được triệu tập đá UEFA Nations League. Sắp tới, các giải đấu cấp câu lạc bộ trên toàn thế giới sẽ tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu trong dịp FIFA Day tháng 10. Theo thông tin từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tiền đạo Erik Soga đã được triệu tập vào đội tuyển Estonia để tham dự hai trận đấu tại UEFA Nations League 2024-25 gặp Azerbaijan và Thụy Điển. Erik Soga, cầu thủ sinh năm 1999, gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi mùa giải 2023-24 khởi tranh với hợp đồng kéo dài 2 năm. Trên thị trường chuyển nhượng, Soga được định mức 450.000 euro và được xem là một trong những bom tấn lớn của mùa giải. Dù chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2024-25, anh đã có một pha kiến tạo và được huấn luyện viên Phùng Thanh Phương tin tưởng xếp đá chính. Kể từ năm 2019, Erik Soga đã là một gương mặt quen thuộc trong áo của đội tuyển Estonia với 30 lần ra sân và ghi được 4 bàn thắng. Anh từng để lại ấn tượng mạnh khi ghi 2 bàn vào lưới của đội tuyển Bỉ tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu 2022. Ở cấp độ câu lạc bộ, Soga từng gây chú ý khi thi đấu tại giải vô địch Estonia, ghi được 31 bàn chỉ sau 34 trận, trở thành vua phá lưới khi mới 20 tuổi. Về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng sẽ thi đấu trận cuối cùng trước khi FIFA Day bắt đầu, gặp Bình Dương vào ngày 4 tháng 10 trên sân Gò Đậu. Sau trận này, nhiều khả năng Erik Soga sẽ trở về Estonia để thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Anh có thể là một trong những ít cầu thủ của chiến hạm đỏ được triệu tập trong dịp này. Phó tướng của thầy Park sang Việt Nam làm việc. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tập trung vào việc phát triển bóng đá trẻ với học viện mang tên mình tại Hà Nội, Học viện bóng đá Park Hang-seo. Đi vào hoạt động từ cuối tháng 8 năm 2023, nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy cho các phụ huynh. Đây là nơi ươm mầm những tài năng bóng đá Việt Nam, tạo cơ hội cho các cầu thủ nhí học hỏi và phát triển chuyên nghiệp, đóng góp cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Mặc dù không trực tiếp huấn luyện,
huấn luyện viên Park Hang-seo đã mời những chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc để đảm nhận công tác giảng dạy. Mới đây, ông tiếp tục mời Kim Dong-hae, một trợ lý thân cận khi còn dẫn dắt Gangnam FC tại Hàn Quốc, đến Việt Nam để tham gia công tác đào tạo trẻ. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Park đăng tải hình ảnh dùng bữa cùng Kim Dong-hae và gia đình, kèm theo lời chào đón nồng nhiệt. Ông Kim Dong-hae sinh năm 1966, là một cựu cầu thủ nổi tiếng tại Hàn Quốc và từng sát cánh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo trong giai đoạn 2005-2006. Hai người đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp suốt nhiều năm và Kim Dong-hae giờ đây gia nhập đội ngũ học viện tại Việt Nam. Bên cạnh công tác đào tạo, học viện Park Hang-seo còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện và các giải đấu giữa nhằm thắt chặt mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, ngày 1 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 67 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ, bạn bè và gia đình. Trên trang chủ của FIFA cũng gửi lời chúc đặc biệt đến cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. VFF đứng trước cơ hội nhận danh hiệu danh giá của AFC. Giải thưởng thường niên AFC là sự kiện quan trọng do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc của bóng đá châu Á. Lễ trao giải AFC Annual Award 2023 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, AFC đã công bố danh sách rút gọn đề cử cho các hạng mục quan trọng. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Liên đoàn bóng đá của năm với đề cử hạng Kim Cương, chỉ sau hạng Platinum. Đây là lần thứ hai liên tiếp VFF góp mặt trong top 3 của hạng mục này cùng với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và Thái Lan. Ngoài ra, VFF còn có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng, ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá cấp cơ sở ở hạng đồng, bên cạnh Đài Bắc Trung Hoa và Campuchia. Giải thưởng cầu thủ Nam châu Á của năm là sự cạnh tranh giữa Zazan Anaimat của Jordan, Yong-U của Hàn Quốc, Aram Afid của Qatar. Tại lễ trao giải, 17 hạng mục sẽ được vinh danh, trong đó bao gồm những giải thưởng cao quý như cầu thủ nam, cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, huấn luyện viên xuất sắc nhất năm và liên đoàn thành viên xuất sắc. Ngoài ra, AFC cũng trao giải cho các hoạt động bóng đá phong trào và những đóng góp đặc biệt của trọng tài. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Cổ động viên Indonesia giăng biểu ngữ phản đối nhập tịch. Bóng đá Indonesia đang đạt được những bước tiến đáng kể nhờ chính sách nhập tịch, nhưng điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Việc sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch có thể giảm cơ hội thi đấu của các cầu thủ bản địa. Điều này đã được thể hiện ở vòng loại thứ 3 World Cup vừa qua, khi đội tuyển Indonesia ra sân với đội hình có tới 9 cầu thủ nhập tịch. Gần đây, một nhóm cổ động viên Indonesia đã giăng biểu ngữ phản đối chương trình nhập tịch tại Jakarta. Biểu ngữ mang thông điệp, nhập tịch không dành cho chúng tôi ủng hộ các cầu thủ trẻ và xã hội bóng đá Indonesia. Điều này phản ánh sự không đồng tình từ một bộ phận người hâm mộ khi cho rằng nhập tịch làm mất đi sân chơi của các tài năng trong nước. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir, lại khẳng định nhập tịch là xu hướng toàn cầu và không vi phạm quy định của FIFA. Ông Thohir nhấn mạnh rằng nhiều đội tuyển quốc gia hàng đầu như Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Italia cũng đã nhập tịch các cầu thủ từ quốc gia khác. Điều này cũng giúp họ nâng cao chất lượng đội hình và thành tích. Trong thời đại dân chủ, quan điểm khác biệt là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia. Nhập tịch cầu thủ là một giải pháp cần thiết để đạt được điều đó, ông Thohir chia sẻ. Chính sách này, theo ông, phù hợp với quy định của FIFA và là con đường giúp cho bóng đá Indonesia hòa nhập với xu thế toàn cầu. Sao Man City bị bắt vì giật điện thoại ở hộp đêm? Mới đây, tờ El Mundo đưa tin tiền vệ của Man City, Mathias Nunes, đã bị cảnh sát bắt giữ tại hộp đêm ở Madrid, Tây Ban Nha. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm tại hộp đêm La Riviera, khi Nunes bị cáo buộc đã giật điện thoại của một người đàn ông năm 18 tuổi, trong lúc người này cố tình chụp ảnh anh trong nhà vệ sinh mà không có được sự cho phép. Theo nguồn tin, Mathias Nunes, 26 tuổi, đã tức giận trước hành động trên và giật lấy điện thoại, từ chối trả lại cho nạn nhân. Sự việc dẫn đến việc nạn nhân đã báo cảnh sát và tới bắt giữ Nunes vì hành vi chiếm đoạt tài sản. Anh được đưa đến đồn cảnh sát tại quận Arganzuela của Madrid. Luật sư của Nunes đã tức tốc có mặt tại đồn để bảo lãnh cho thân chủ. Sau vài giờ làm việc, Nunes cuối cùng cũng được thả tự do. Nunes nhiều khả năng vẫn phải hầu tòa sau sự việc này. De Jong nói lời thật lòng sau khi tái xuất Barcelona. Frankie De Jong đã được tung vào sân thay cho Lamine Yamal ở phút thứ 75 sau ông trận thắng 5-0 của Barcelona trước Young Boys tại Champions League. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan đã gặp chấn thương mắt cá chân phải vào tháng 4 sau trận đấu kinh điển đối đầu với Real Madrid. Điều này cũng khiến cho De Jong không thể tham dự Euro 2024 do không kịp phục hồi. Gần đây, De Jong đã chia sẻ niềm vui sau khi chính thức trở lại sân cỏ
và thừa nhận quãng thời gian thi đấu vừa qua là một thử thách lớn đối với anh. Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này và cảm thấy rất vui khi được trở lại sân. Các cổ động viên đã đón chào tôi rất nồng nhiệt, điều mà tôi rất biết ơn. Bạn không bao giờ biết trước mình sẽ nhận được sự đón nhận như thế nào và tôi không hề mong đợi điều đó. Tôi thực sự vui với cách mà mọi người chào đón tôi trở lại. Đội bóng hiện tại đang có phong độ ổn định và đã duy trì được điều đó từ đầu mùa giải. Chúng tôi đang thi đấu rất tốt. Điều quan trọng là phải tiếp tục giữ được phong độ này, không ngừng cải thiện và chờ xem điều đó sẽ đưa chúng tôi đến đâu. Đỗ Trọng chia sẻ thêm.